Có lẽ ít nhiều gì chúng ta cũng từng nghe đến cụm từ cà phê trộn. Đây vốn là thứ đồ uống đặc biệt được xếp vào hàng xa xỉ phẩm hiếm có trên thế giới. Nhưng nguồn gốc của cà phê trộn là từ cái gì? Chắc nhiều người chúng ta biết rằng tên gọi khác của loại cà phê này là cà phê phân trộn. Và cái tên ấy nói lên tất cả. Hạt cà phê trộn chính xác được lấy ra từ phân của loài trộn, mà cụ thể ở đây là loài trộn vòi đớm hay trộn hương. Cụ thể, khi loài trộn ăn quả cà phê, hạt sẽ đi qua dạ dày bị các enzyme trong ruột tác động. Các enzyme chỉ đủ để bào mòn lớp vỏ bên ngoài hạt cà phê và làm lên men. Thấm nhẹ vào nhân cà phê, sau đó hạt được thải ra qua đường bài tiết, hay đơn giản hơn là khi con trộn đi ngoài. Con người Indonesia phát hiện ra loài cà phê trộn từ thời kỳ quốc gia này còn đang bị thực dân Hà Lan đô hộ. Khi đó, nông dân bản địa đã bị cấm tuyệt đối không được khai thác cà phê vì mục đích cá nhân. Hệ quả khi cà phê rụng đầy đường mà chẳng ai dám làm gì. Nhưng rồi sau đó, họ nhận ra những con trộn vòi đớm khi ăn cà phê sẽ không tiêu hóa được hạt. Và nếu lấy hạt cà phê để chế biến sẽ tạo ra một loại đồ uống thơm ngon hơn cà phê bình thường. Và với những người không biết thì sẽ thấy ghê sợ, rõ ràng vì nó chẳng khác gì bạn đang uống một đống chất thải của con trộn cả. Tuy nhiên, số cà phê này sẽ phải trải qua quy trình xử lý cực kỳ nghiêm ngặt, loại bỏ hoàn toàn các yếu tố gây mất vệ sinh, kèm theo đó là quá trình rang xay với kỹ thuật riêng sẽ tạo ra cà phê trộn với hương vị độc nhất vô nhị. Việc sản xuất cà phê theo hướng của lũ trộn không phải là cách để chế biến nó thành một ngành công nghiệp xa xỉ như ngày nay được. Đúng như bản chất của việc kinh doanh, con người phải tìm ra cách tối ưu nhất, và đó là việc bắt nhốt lũ trộn cho chúng ăn theo thực đơn của con người nhằm tối đa hóa hiệu quả sản xuất. Và những con trộn như thế này bị nhốt trong một cái chuồng nhỏ, chỉ có đọc mỗi món ăn là quả cà phê trong suốt cả ngày, vốn là loài vật hoang dã, chỉ quen xuất hiện vào ban đêm. Điều này dẫn đến hậu quả xấu với sức khỏe và đặc biệt là tâm lý của chúng. Một số thì tỏ ra hung dữ, cắn xé lẫn nhau, tự hoại, nhiều con chết vì mất máu, số khác bị mất cân bằng dinh dưỡng, nghiêm trọng. Các trang trại uy tín, họ có cách để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho trộn, nhưng với nhiều cơ sở sản xuất tự phát, điều kiện chăm sóc trộn cũng cực kỳ đơn sơ và không đảm bảo. Sau vài năm, những con trộn năng sức kém sẽ được trả tự do về thiên nhiên. Và tưởng như là chúng sẽ được giải thoát, nhưng không, vì hầu hết sẽ chết vì do sức khỏe đã bị bào mòn sau những năm tháng bị bóc lột. Tuy nhiên, có một sự thật đau xót rằng những thương nhân sản xuất hoàn toàn bỏ qua tất cả những điều này. Trong mắt họ chỉ chú ý đến việc làm cách nào khiến cho chúng có nhiều phân càng tốt. Cách làm của họ cũng đồng nghĩa với việc kết án tù chung thân, không thương tiếc đối với những con trộn hương bị giam cầm trong ngục tù. Thương gia Tony White là người đã đưa thương hiệu cà phê trộn vào phương Tây từ những năm 1991 sau khi được xuất hiện trên show truyền hình. Sản phẩm cà phê đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhận thấy được sự tàn nhẫn, kiếm lời một cách tham lam từ sản phẩm này, White đã khởi xướng chiến dịch quảng cáo thuyết phục người tiêu dùng ngừng tiêu thụ loại sản phẩm này. Ông đã nói rằng, nhu cầu về mặt hàng này càng ngày càng tăng, làm cho giá thành sản phẩm cũng tăng theo. Điều này khiến cho loài trộn đang bị giữ trái phép, bị tước mất quyền tự do, bị ép ăn quả cà phê quá lượng để có thể sản xuất cà phê hàng loạt. Tôi rất hối tiếc vì sự khám phá của tôi không ngờ lại dẫn đến sự kinh doanh tàn nhẫn dựa trên sự ngược đãi động vật như vậy. Và một số nước phương Tây hiện nay cũng đã bắt đầu phong trào ăn chay cà phê trộn. Sau khi một số người hiểu được sự thật này đều cảm thấy bi ai và buồn cho số phận của những con trộn hương gặp phải.